Quý vị gửi câu hỏi vui lòng gửi vào liên kết vấn đáp ha. Dạ thưa sư, con muốn hỏi rằng có cách nào để quả phước cúng dường của mình trổ ngay tới mức ngay trong kiếp hiện tại không? Ví dụ đem hết tài sản cúng dường vì con không có vướng bận nên chỉ cần duy trì mức sống tối thiểu là được. Con rất thấy rất e ngại khi con có suy nghĩ rằng quả phước của mình sắp hết. Nó tùy. Sư nói cái trường hợp của sư, cái trường hợp nó có thật, nhưng mà sư nói đây không phải là để khoe, mà để cho quý vị thấy nó có những cái ví dụ. Ví dụ như có lần sư đi tới một cái thiền viện, và khi sư tới đó đó, sư rất là hoan hỷ, cho nên là sư móc hết tiền túi ra, có bao nhiêu là sư móc hết sư cúng dường. Đương nhiên ở đây sư nói là để quý vị nghe thôi, chứ không có khuyến khích từ quý vị vô chùa móc hết tiền rồi đổ thừa ông sư hạnh tuệ, ông suối nha. Thì lúc đó do cái niềm hoan hỷ cho nên là sư móc hết tiền sư đi sư cúng dường luôn. Thì lúc bây giờ á, tới hồi mà khi về, khi mà cúng như vậy á, sư nghĩ là rồi tới hồi nữa về mình tính làm sao. Nhưng mà do niềm tin cho nên sư nghĩ là không cần phải lo chịu được cái chuyện đó. Thì một cái điều mình có thể nói là mầu nhiệm cũng được, là tới hồi mà sư lên trên xe mà đi về á, thì có một cái anh bạn đạo, anh hỏi, anh nói chuyện xong cái hồi anh cho tiền, anh cho tiền mà cái tiền đó là tiền đủ để mình về xe. Hay là một cái trường hợp khác là khi sư ở một cái thiền viện ở Phật giáo Phát Triển, thì lúc mà sư ở đó thì sư thấy là cái phương pháp tu này nó không phù hợp với mình, và sư nghĩ là mình phải đi về rồi mình đi qua chỗ khác thôi. Nhưng cái vấn đề là khi mà sư trốn nhà để mà đi tìm đạo á, thì tiền là xài hết rồi, thì lúc đó người không có đồng xu nào hết, thì về sao còn về. Thì khi sư suy nghĩ như vậy, buổi sáng lúc mà sư suy nghĩ như thế ha, là tới là cái vị thầy á, là kêu sư ra ngoài sắp xếp bàn ở ngoài hương nhũ đường á, tức là cái chỗ để cho thí chủ họ tới họ ăn trưa. Thì sư ra sư vẫn làm việc như bình thường, sư sắp xếp chỗ đó, và khi sư sắp xếp như vậy á, cái người mà thí chủ á, tự nhiên họ nhìn sư, cái họ móc tiền họ cho, mà cho tiền là cũng cho đủ tiền để mà về xe. Hoặc là một cái trường hợp khác, mà cái này sư cũng phải nói là vì những lý do này mà sư tin là chư thiên có thật, mà nếu như mà không phải thì sư cũng không hiểu là giải thích cái kiểu gì. Rồi có hôm á, buổi sáng sư lên sư tụng kinh, sư lên tụng kinh, thì cái lúc tụng kinh xong á, lúc đóng cửa sổ á, thì sư mới suy nghĩ là, tự nhiên cái suy nghĩ, trời hôm nay thèm thèm bánh bao á. Nếu mà chư thiên có thật mà đọc được tâm á, chư thiên cho tôi cái bánh bao. Thì buổi trưa ngày hôm đó, cái Phật tử họ vô họ cúng dường chay tăng, họ cúng dường bánh bao sữa. Bánh bao sữa mà quý vị ăn với thịt quay á, bánh bao sữa. Thì sư thấy sư cũng bất ngờ rồi. Nhưng mà sáng ngày hôm sau cũng sư thử thêm một lần nữa, sư lên cũng tụng kinh xong, rồi tới hồi đi xuống á, sư nói trong bụng, nghĩ ở trong đầu thôi, lúc cũng tụng kinh xong rồi, nghĩ ở trong đầu, bánh bao sữa không tính, bánh bao lớn, bánh bao thịt mới tính. Sư nghĩ vậy đó. Thì sáng ngày hôm đó, hình như khoảng cỡ chừng có 6 giờ 6 rưỡi, không biết Phật tử ở đâu, họ chạy vô trong chùa, họ cúng chùa nguyên cả chùa mới bánh bao bự, bánh bao thịt đàng hoàng. Quý thấy không? Thì có những cái mà nó gọi là mình gọi ở đời mình muốn gì được đó, nhưng mà đương nhiên nó cũng có giới hạn thôi. Hay là cái một cái trường hợp nữa là
một cái cô Phật tử, cổ nói là bây giờ cổ cúng dường cho sư cái dàn máy. Xin thưa, đây là cái dàn máy mà mấy chú đang đang biên tập nè, cái dàn đó đó. Thì sư nói bây giờ cái dàn cần cái dàn máy biên tập thì cổ hứa, mà tới hồi cổ hứa xong cổ lên cổ khóc với sư, cổ nói: "Sư ơi, con tính bỏ chùa. Tại vì con hứa với sư mà con làm không được. Tới hồi con thấy cái tiền nó nhiều quá, làm mua cái dàn máy nó nhiều quá, nó quá khả năng của con. Con tính con bỏ chùa, con không có dám lên, không có mặt mũi lên để mà gặp sư." Sư nói: "Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó. Đi ra ngoài cội Bồ đề, ra ngoài gốc Bồ đề á, hồi hướng phước chư thiên, năn nỉ chư thiên, xin chư thiên giúp cho." Thì cổ lủi thủi cổ đi ra ngoài á, cổ lẩm bẩm cái gì ở ngoài đó. Tới tối ngày hôm đó, cổ nhắn tin với sư: "Sư ơi, có anh Phật tử ở ngoài Hà Nội, ảnh xin cúng dường gửi sư cái bộ dàn máy để biên tập video và cái dàn đó." Vì thấy kinh khủng chưa? À, cho nên có những thứ mình tu mình mới thấy nó màu nhiệm. À, thì quay trở lại vấn đề á, như vậy thì sư bây giờ sư xét trường hợp của sư, thì sư làm những cái phước gì? Thì sư thấy là khi mà trong cái đời sống của sư á, thì sư có một cái thói quen là ai cần cái gì là sư giúp cái đó, ai cần cái gì là sư giúp cái đó. Nhưng mà sư lại có một cái thói quen đi kèm, tức là ai cần cái gì thì sư giúp cái đó, mà sư chỉ giúp đúng cái đó thôi, sư không có giúp dư. Thành ra là khi mà sư cần thì mình cần cái gì người ta cũng cho mình cái đó, nhưng mà cũng không có dư. Cho nên á, nghiệp và quả nó vận hành bằng cách nào? Mình làm phước cái kiểu gì thì mình hưởng cái quả phước cái kiểu đó. À, mình không phải là, tôi nói thiệt, bản thân sư cũng không dám nhận mà cũng không phải là cái người hào sảng nha. Nhưng mà khi tu rồi mình hiểu được cái cách vận hành của nghiệp và quả của nghiệp á, mình phải tập để trở thành người hào sảng. Tại vì mình biết mà, mình muốn cái quả như thế nào mình phải gieo nhân như thế đó. Cho nên bây giờ nếu như quý vị muốn là cái quả nó trổ thì mình phải làm cái kiểu phước gì nó tương tự như vậy. Nha. Rồi còn xin nói quý vị, nếu mà muốn mà quả mình làm phước hiện tại mà quả chỗ hiện tại á, nó khó dữ lắm, nó khó kinh khủng lắm. Tại vì sao? Bởi vì á, nó yêu cầu là mình phải cúng dường đến một vị chánh đẳng giác hoặc là một vị thánh thinh văn vừa ra khỏi thiền diệt. Sư hỏi quý vị bây giờ kiếm ở đâu ra? Kiếm ở đâu ra Phật độc giác? Hay là kiếm đâu ra một vị thánh mà thánh vừa ra thiền diệt nữa chứ? Kiếm ở đâu ra? Mà phải cúng cho những vị đó thì mới gọi là cái quả chỗ ngay hiện tại. Nhưng mà bây giờ nó có một cái cơ hội, sư không hứa nghe. Tại vì Phật thì niết bàn rồi. Nhưng mà bốn thánh tích của Đức Phật vẫn còn, Xá Lợi Phật vẫn còn. Nhưng mà ở trong kinh thì Đức Phật khuyến khích ở bốn thánh tích, bốn nơi động tâm á, tức là cái người mà đi tới đó mà thì đảnh lễ rồi mình khấn cái gì đó thì nó sẽ rất là màu nhiệm. Tại vì sao? Bởi vì á, đây là bốn nơi mà minh chứng đã từng xuất hiện một vị chánh đẳng giác ở đó. Hơn nữa, cái cội Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng á, là cội Bồ đề mà Đức Thế Tôn nói á, về sau á, khi nào mà không có Như Lai mà muốn đảnh lễ Như Lai á, thì đảnh lễ cội Bồ đề. Thì cái cội Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng á, mình có thể xem đó là cái Bồ đề, cái hàng gốc. Thực tế cũng không gốc đâu, tại vì cái cây gốc thì đã gãy rồi, nhưng mà cái nó mọc lên từ cái mọc lên từ cây mẹ, cho nên là mình cũng xem là cái phiên bản gọi là hàng xịn. Thì mình có thể đi tới đó để mình đảnh lễ rồi mình hồi hướng, là quý vị muốn xin cái gì đó thì xin. Thì sắp tới thì sư cũng chuẩn bị đi nè, nếu như mà quý vị
kịp thu xếp được thì đi chung với sư thì vẫn được. Đó, thì có thể liên hệ rồi đi chung. Thì sắp tới tới đầu tháng 12, đầu tháng 12 thì sư cũng đi qua Bồ Đề Đạo Tràng. Đó, thì quý vị qua rồi đó, rồi muốn khấn, muốn vái, muốn cầu xin cậu, xin thím gì đó thì qua qua bên đó thì xin. Tại vì giờ mình không có Phật mà mình có những cái mà cũng thiêng liêng có thể thay thế được. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.